Chiều ngày 31 tháng 5, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ đối tượng Đỗ Duy Hằng, sinh năm 1984, trú tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đây là bị can bị Công an huyện Gia Lâm khởi tố về tội giết người vào ngày 7 tháng 3 năm 2017. Đối tượng bị các lực lượng chức năng bắt giữ tại bãi giữa sông Hồng. Theo đại diện Thủy đoàn 1, trước đó nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, đơn vị đã điều động phương tiện, lực lượng để phối hợp đảm bảo bí mật, bất ngờ khiến đối tượng không thể chống trả. Tổ công tác của Thủy đoàn 1 đã bàn giao đối tượng cho Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 31 tháng 5, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự nam thiếu niên sinh năm 2006 do có hành vi đầu độc cha mẹ bằng thuốc trừ sâu, do bị ngăn cản chuyện tình cảm. Theo điều tra, nam thiếu niên dẫn bạn gái cùng tuổi về nhà thì bị cha mẹ ngăn cấm, la mắng, đuổi ra khỏi nhà. Do đó, hai bạn trẻ này nảy sinh ý định giết người. Khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 5, khi thấy mẹ đang nấu ăn, nam thiếu niên lén đổ thuốc trừ sâu vào trong nồi canh đang để trên bàn. Tuy nhiên sau đó người mẹ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu trong nồi canh nên đã đến công an xã Tân Phước trình báo. Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa, sinh năm 1976, ngụ xã Sông Phú, huyện Tam Bình, điều tra về hành vi ngược đãi hành hạ vợ. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát bầm tím do bị chồng đánh nhiều lần. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 5, người thân trong gia đình chứng kiến Khoa đang có hành vi hành hạ, cầm chổi đánh liên tiếp vào đầu và thân thể của vợ. Người thân can ngăn không được nên đã dùng điện thoại quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện công an huyện Tam Bình đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc, đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sáng ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Ngọc Ninh, tù chung thân về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn bị tuyên án tử hình. Các phúc thẩm cho rằng, trong vụ án, bị cáo Ninh là người khởi xướng, bị cáo Sơn là người đánh ông Nguyễn Đỗ Tị, sinh năm 1965, ở huyện Phúc Thọ. Hành vi của hai bị cáo có tính chất côn đồ, nói lời sau cùng, bị cáo Ninh không còn kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Đỗ Tị cùng một số cán bộ Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phúc Thọ đến ăn tại bếp ăn của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện này. Tại đây, bị cáo Ninh có mặt cùng Nguyễn Văn Trường, còn gọi là Trường Đá. Khi ăn uống, bị cáo Ninh và một số người xảy ra mâu thuẫn. Trường Đá tấn công bị cáo Ninh, nên mọi người can ngăn. Khi ra ngoài cổng Viện Kiểm sát, bị cáo Ninh đề nghị ông Tị gọi Trường Đá quay lại xin lỗi. Song ông Tị từ chối. Sau đó, bị cáo Ninh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Sơn. Thấy Sơn đến, bị cáo Ninh ra hiệu cho Sơn hành hung khiến ông Tị bất tỉnh. Hai ngày sau, ông Tị tử vong. Ông Trần Phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tổ dân phố Lê Lợi vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 30 tháng 5, khi nghe tiếng hô hoán của một người phụ nữ 29 tuổi, quê ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tại nhà anh Phan Đình Tuyến, 38 tuổi, trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên. Người thân của anh Tuyến và hàng xóm đến kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ bị nhiều vết thương nặng nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Còn anh Tuyến cũng bị thương nặng nằm tại nhà. Được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Theo nhận định ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân giữa Tuyến và người phụ nữ đã xảy ra xô xát. Tuyến dùng hung khí đánh nạn nhân, sau đó anh này có ý định tự sát nhưng không thành. Lúa cứ trồng là chết lụi, nhổ lên tranh thủ trồng dưa. Đến lượt dưa cũng không lớn hoặc lớn mà không đậu quả. Khi đậu thì quả không thể ăn được. Tình trạng kỳ quặc này đang xảy ra ở những cánh đồng thuộc năm thôn của xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Người dân cho rằng,
Nguyên nhân là do Ban Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Tân và đơn vị Thủy Nông đã mở cống ngăn mặn để nước mặn tràn vào nội đồng, gây ngộ độc mặn. Nhưng Ủy ban Nhân dân xã An Tân và huyện Thái Thụy chưa công nhận nguyên nhân này. Theo bà con nông dân, đến thời điểm này có khoảng 176 hectare lúa và hoa màu của hơn 1.000 hộ dân trong xã bị thiệt hại, tỷ lệ thiệt hại khoảng 70%. Trong số 30% còn lại không bị chết thì cũng chỉ cho thu hoạch khoảng 30%, còn lại 70% là có cây mà không có hạt, hoặc có hạt mà không ăn được vì bị đắng. Nhiều nông dân đã gửi đơn lên xã nhưng xã không thể xử lý được nên tiếp tục gửi đơn lên huyện để đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ. Ngày 31 tháng 5, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa hội chẩn liên viện với Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật cứu sống người đàn ông 64 tuổi bị ung thư thận trái có chồi bú lan vào tĩnh mạch chủ đến gần sát tâm nhĩ phải. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh nguy cơ tử vong trong vài ngày khi chồi bú gây tắc đường máu đổ về tim hoặc thuyên tắc động mạch phổi trên nền đái tháo đường và xơ vữa mạch vành. Sau hội chẩn tim mạch, các bác sĩ đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim trong và sau phẫu thuật khoảng 80%, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Sau phẫu thuật, các bác sĩ đảm bảo huyết động học cho người bệnh, cắt toàn bộ khối bú, đảm bảo nguyên tắc điều trị của ung thư thận, không để cho khối bú chạy về tim lấp động mạch phổi, đồng thời người bệnh không bị mất máu khối lượng lớn. Hậu phẫu ngày đầu tiên, người bệnh đã rút nội khí quản, tự thở được. Các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định và xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 7.